Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên giới thiệu các cái dòng sản phẩm để làm xe điện 3 bánh 4 bánh, xe máy xăng 3 bánh 4 bánh và các thông số kỹ thuật của từng sản phẩm. Các bạn theo dõi video của mình thì sẽ được nhận được đầy đủ thông tin, sẽ mua không bao giờ bị nhầm sản phẩm. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái bộ sản phẩm, đó là bộ chuyển đổi xe máy thành xe 3 bánh loại bình thường. Giá của bộ này là 4.600.000 đồng. Bộ sản phẩm đầy đủ như hình ảnh, bao gồm một cây cầu từ 80 cho đến 95 cm. Đối với cái cầu dài hơn thì thêm 100.000 nữa. Cầu dài nhất bên mình có hiện nay là 1m25. Một hộp số lùi đảo chiều xe máy dành cho các loại máy 110, dưới 110 và một loại từ 125 trở lên. Khi mua hàng thì các bạn lưu ý để phân biệt được xe của mình sử dụng cái hộp số lùi loại nào thì các bạn vui lòng đo cái đường kính trục nhông trước của xe máy. Nếu mà nó khoảng 19 mm thì đấy là trục dành cho số lùi từ 125 trở lên. Còn nếu mà đường kính trục là 17 mm thì là từ số lùi 110 trở xuống thì mới sử dụng được. Và một số cái dòng xe máy thì không lắp được hộp số lùi, như là dòng Yamaha hay Jupiter và Sirius, hay một số dòng như Suzuki, thì các bạn phải để ý trước khi mua, bởi vì là nó hơi khó lắp đặt, có thể không lắp được. Hai bộ bánh sau này là bánh 300-12 hoặc 90-90-12. Cặp bánh này có tải trọng rất là tốt. Tải trọng của cái cặp bánh này là 243 kg một bánh. Cái cầu này có khả năng chịu lực tải lên đến 1 tấn. Còn sức kéo được bao nhiêu thì tùy theo động cơ xe máy của khách hàng, thường là khoảng 300 kg. Nếu các bạn muốn trở lặng hơn thì vui lòng xem lại cái video bộ phụ tùng như thế này nhưng sử dụng số phụ. Có đầy đủ phanh chân, phanh tay và phụ kiện. Nhíp thì nhíp 4 lá, có thể chịu tải được 400 kg. Và toàn bộ phụ kiện của nhíp đều đầy đủ theo. Sau đây mình sẽ đi chi tiết từng cái sản phẩm một cho các bạn theo dõi. Cái phần lối trục này thì tùy theo cái chiều dài của khung xe thì khách hàng về tự lối thêm. Có thể dùng ống 27 thép đen loại dày là nối được. Cứ hàn vào thôi. Hàn vào đây. Và hàn vào đây. Chiều dài thì tùy theo khung. Đây là số tiến lùi. Cái này các bạn có thể đạp lên là tiến và đạp xuống là lùi. Ngoài ra thì đối với những cái xe của người khuyết tật thì có thể mua thêm cái cần số nó dài. Cái cần số này có một cái video mình đã giới thiệu rồi. Đây là một bộ cái nhíp 4 lá.
dài 50 cm, có đầy đủ phụ kiện của nó đây: quang nhíp, mặt bích, cao su, khớp gật gù. Đây là cái gối cầu. Gối cầu này được đặt lên trên cái cầu này và hàn lại. Sau đó là sẽ được đặt cái nhíp lên đây và bắt quang nhíp lại. Lưu ý cái này là phải hàn. Nếu không hàn sẽ xoay cầu dẫn đến bể cái tambua này. Đây là bộ đũa phanh. Cách thức gắn cái bộ đũa phanh này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đây là thanh rằng để kéo. Còn đây là những cái tai rằng. Cái tai này có tác dụng để chia. Tất cả những cái lỗ này ta sẽ dùng một cái típ 21 hàn xuyên qua. Hàn cố định vị trí vào thằng này, vào cây típ. Riêng đối với hai cái này là nó đóng vai trò như một cái bản lề để cái cây ống 21 nó xoay. Vì vậy chỉ hàn hai cái này lên khung xe để treo cái cây 21 đấy. Khi mà thằng đây này bắt vào đây. Đây là thằng chân phanh thì bắt vào đây. Chân phanh được bắt vào đây qua cái cây này. Đó. Và thằng này thì bắt vào cái chân phanh. Khi cái chân phanh nó kéo cái này quay lên thì đồng thời những cái này sẽ được truyền moment xoắn qua cái cây ống 21. Cái này sẽ xoay theo làm cho cái phanh sau này cũng phanh lại. Còn đây là bộ phanh tay. Phanh tay này thì cũng được luồn dây và bắt vào cái cây này. Khi ta kéo cái phanh tay này thì toàn bộ cái phanh chân này nó sẽ hãm lại. Đấy, cách thức làm rất đơn giản như vậy thôi. Còn đây là thông số của cái bánh xe. Đây là bánh 90/90-12. Và đây cái thông số chính của cái bánh xe như vậy. Mắc loát là 243 kg. Trên thị trường thì những cái lốp này của xe điện rất là nhiều, nhưng để mà đạt được cái tải trọng này thì không có nhiều loại để đạt được cái tải trọng như vậy. Hàng của mình là chuyên dành cho xe ba bánh, cho nên mình thường tuyển những cái dòng lốp tốt thì mới đạt được cái hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video của mình hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh của mình lên Facebook, Zalo để mọi người cùng xem. Và nhấn chuông thông báo thì khi có video mới ra, bên mình các bạn sẽ nhận được thông báo ngay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.